Thưa quý vị, hôm nay bao trùm thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ vẫn là một lớp sương mù khá dày đặc kèm theo mưa phùn nhỏ. Độ ẩm cao kéo dài trong nhiều ngày đã khiến cho tình trạng nồm ẩm xuất hiện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân. Không chỉ vậy, trong điều kiện thời tiết này, nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất lớn. Ngoài sân, trong nhà, quần áo, răng như mắc cửi. Trong không gian chật chội, mùi ẩm mốc càng trở nên khó chịu với gia đình chị Vũ Thị Duyên ở Hoàng Mai, Hà Nội. Trẻ nhỏ lúc nào cũng trong tâm trạng mệt mỏi, đau ốm. Nói chung là ẩm ướt này thì quần áo không khô được. Cháu thì ho, ốm, sổ mũi nhiều. Con cái ốm đau. Dù đã nắm được thông tin thời tiết nồm ẩm, song người dân ở các khu trọ cũng chẳng biết cách nào hạn chế ngoài việc lau chùi. Tuy nhiên, hơi ẩm vẫn có mặt ở khắp nơi và là mầm mống để virus phát triển, sinh bệnh, nhất là về đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Lau chùi tường ẩm, nhà ẩm, quần áo hôi hám, rồi mãi không khô. Thế này con cái cũng ẩm nồm nó cũng lại ốm theo 4 năm hôm nay rồi. Cách đối phó tốt nhất là hạn chế mở cửa, thường xuyên lau nhà bằng khăn khô. Có thể bật máy điều hòa không khí làm cho khô hoặc dùng máy hút ẩm. Khi thấy hiện tượng nấm mốc phải lau chùi ngay vì chúng phát triển rất nhanh, dễ gây bệnh. Dự báo tình trạng nồm ẩm còn kéo dài đến hết tuần.